Platinum đẳng cấp mới. My life, my color. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Vẻ đẹp cuộc sống. Quý vị thân mến, và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một nghệ sĩ hết sức là đa tài. Cô từ người mẫu chuyển sang làm ca sĩ, rồi bây giờ là một doanh nhân khá thành đạt. Tôi không biết gọi cô với danh từ như thế nào nữa, nhưng chỉ biết rằng hôm nay sẽ mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với nghệ sĩ Kiwi Ngô Mai Trang. Vâng, xin được chào bạn. Chào anh Minh Minh. Chào bạn đồng nghiệp nhỉ, xuất thân của là người mẫu đúng không? Dạ. Nhưng mà tới sự ngưỡng mộ bạn có một bước chuyển mình hết sức là ngoạn mục, và có thể nói rằng bạn đã nắm bắt được thời cơ. Hãy chia sẻ với quý vị khán giả là cái cơ duyên nào từ lĩnh vực người mẫu bạn chuyển sang lĩnh vực ca hát nào? Cái cơ duyên mà Kiwi chuyển từ lĩnh vực người mẫu sang ca hát đấy là vào năm 2005 thì Kiwi có tham gia một cuộc thi lỗ hậu châu Á Thái Bình Dương, và rất là tình cờ trong cuộc thi đấy thì Kiwi thể hiện tài năng là lựa chọn một ca khúc. Và ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng của nhạc sĩ Lê Quang thì thời điểm đấy thì cũng là lựa chọn theo ngẫu nhiên thôi, rất là bất ngờ là được giải Hoa hậu tài năng. Và có thể nói đấy là bước đệm để quyết định chuyển mình là từ ca sĩ sang người mẫu là từ giải thưởng đó. Rồi khi mà chuyển sang lĩnh vực ca hát, bạn đã phải nỗ lực như thế nào? Khi mà bắt đầu bước chân vào nghề ca sĩ thì thật ra gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì em là người ở ngoài Nam Định và em học đại học ở Hà Nội. Thế anh biết để mà khi mà quyết tâm vào Sài Gòn để lập nghiệp thì lúc đầu vào em bị trống tránh lắm. Trống tránh cái cảm giác là mình chưa quen và mình nghĩ rằng đây không phải là vùng đất dành cho mình. Bởi vì lúc đầu vào thì show chưa có nhiều vì mình cũng chưa quen biết nhiều. Sau một năm đầu thì mình nghĩ là chắc là thôi ra Bắc. Và 2007 khi mà mình đang trông trên cái cảm giác là mình chưa quyết định là ở lại Sài Gòn hay quay trở lại Hà Nội hay không, thì lại có một bước chuyển mình nữa là quyết định lập gia đình. Và khi mà lập gia đình em nghĩ là nó có sự gắn kết, và để là em lại yêu cái mảnh đất Sài Thành này là 10 năm rồi. Và bây giờ thì có thể ra Bắc để làm việc bay đi bay lại, nhưng mà ở thì chắc chắn là sẽ chọn Sài Gòn. Và có thể nói Sài Gòn bây giờ là quê hương thứ hai của bạn. Dạ đúng rồi. Rồi từ người mẫu chuyển sang ca sĩ, rồi bây giờ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại bây giờ bạn đang là chủ nhân của một spa hết sức là hiện đại. Hãy chia sẻ đôi chút lĩnh vực kinh doanh của bạn nào. Vào năm 2009 đã làm một cái spa rồi, nhưng mà em nghĩ rằng là cái thời điểm đấy chưa đúng điểm rơi là bởi vì ham chạy show quá. Khi mà mình mở một cái để mình kinh doanh thì mình phải dồn hết tâm sức, và hầu như là khách đến là muốn gặp chủ, nhưng mà bởi vì mình không toàn tâm toàn ý được thì ông sẽ em quyết định là sang nhượng lại cho một người bạn. Và khi đấy thì tiếc lắm, tiếc mất ăn mất ngủ phải mất một tháng. Và khi vào 2014 thì em quyết định là mình sẽ có một cái bước mới, đấy là mình sẽ có một sự liên kết với đối tác Hàn Quốc về lĩnh vực là học viện phun xăm thẩm mỹ. Thì em đã có một năm để học bên Hàn, dẹp hết show, có quyết định là trong đầu là chỉ nghĩ là hôm nay là cái sợi lông mày có bao nhiêu sợi, đầu lông mày dáng nào thôi. Sau đến một năm thì em có ký một cái hợp đồng độc quyền về đưa học sinh từ Việt Nam sang Hàn Quốc để học cái lĩnh vực làm đẹp. Và học tại Việt Nam thì chính em sẽ là người đào tạo, bởi vì em có một năm học về master về cái ngành này. Được biết là trước đây bạn học marketing đúng không? Dạ vâng. Đó cũng là một cái lợi thế để cho bạn bước sang lĩnh vực kinh doanh. Em nghĩ là cũng là một lợi thế, bởi vì khi mà mình được học qua trường lớp rồi về tất cả các bộ môn thì marketing, và sau này em mở kinh doanh thì nó hỗ trợ rất là nhiều. Em thì được một cái hậu thuẫn nữa là ông xã em thì không làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng ông xã em là dân kinh doanh. Trong đầu em chỉ nghĩ là cái chuyên môn của em là như thế nào thôi để em có thể truyền đạt dạy học sinh, còn lĩnh vực kinh doanh sẽ hỗ trợ em. Thì cái đấy em nghĩ rằng là cũng là một cái bước thuận lợi để em có thể yên tâm làm nghề. Vậy thì bây giờ bạn dành thời gian cho lĩnh vực nhiều hơn kinh doanh ca hát? Em nghĩ rằng là cái lĩnh vực ca hát vẫn là niềm đam mê bất tận. Bởi vì cuối tháng 6 này em sẽ có 15 ngày em bay show ở Mỹ. Và mỗi cái khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật như thế thì sẽ là một cái bước lặng để cho mình tĩnh tâm lại, để mình có một cái sự đột phá hơn trong lĩnh vực kinh doanh. Em nghĩ hai cái nó đều bổ trợ lẫn nhau. Bởi vì là em nghĩ thời điểm này cũng là thời điểm để mình có thể song song làm tốt cả hai cái rồi.
chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, bạn có sự hậu thuẫn rất là lớn từ ông xã của mình, nhưng bạn sợ mình bị lép vế không? Em nghĩ đôi khi phụ nữ lép vế một tí cũng được. Bởi vì là đôi khi mình cảm thấy nhỏ bé được che chở một tí thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì như thế thì người đàn ông sẽ mạnh mẽ hơn để có thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình. Với rất nhiều công việc bộn bề như vậy, rồi ca hát, kinh doanh, rồi chăm sóc gia đình nữa, vậy thì bạn cân bằng thời gian nó như thế nào? Lúc đầu khi mới lập gia đình thì cái sắp xếp mình chưa hợp lý thôi. Nhưng sau này, bởi vì có thể nói khi mà em quyết định lấy chồng ở thời điểm 25 tuổi, mọi người có nói là sao mà lấy chồng sớm thế, bởi vì vừa ra gan bung môn một. Nhưng có thể cái con người em, suy nghĩ của em là một cái tip người hơi hướng nội một chút, và mong muốn rằng là cái đích cuối cùng của người phụ nữ cũng chỉ là một gia đình hạnh phúc thôi. Và đến thời điểm này thì mình nghĩ là suy nghĩ đây của mình đúng, là bởi vì khi mà mình đi hát buổi tối về thì mình nghĩ rằng ở nhà là có ông xã này, có những cậu con trai bé bỏng mình đợi này, thì cái đấy em nghĩ là cái hạnh phúc nó vuông tròn hơn để mình có thể làm nghệ thuật một cách tốt hơn. Bạn nghĩ rằng nếu như bạn lập gia đình muộn hơn thì cơ hội sẽ đến với bạn khác không? Có thể có, cũng có thể không. Nhưng mà em là một người mà sống bản năng. Bởi vì cái thời điểm đấy là nhiều người nói là thôi đừng lấy chồng bởi vì sớm quá. Nhưng mà đi theo tiếng gọi của con tim. Đúng rồi, phụ nữ là phải đi theo tiếng gọi của con tim. Mặc dù là không biết là đúng hay sai nhưng cứ đi theo đã. Cái thời điểm mà khi mà em lấy chồng và đến nay đã là 10 năm thì nó không phải là quá dài nhưng không phải là quá ngắn. Ông xã của em có thể coi là một người bạn. Bởi vì chưa bao giờ mà anh ấy trong mọi vấn đề mà anh ấy cấm em làm cả. Anh vẫn muốn em là thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Nhưng mà em có thể tìm người bạn đấy để em hỏi là anh ơi, khi em đang định làm cái này anh thấy đúng hay không? Bởi vì luôn luôn ông xã em ngày xưa nói là nghệ sĩ thì chỉ là hoạt động nghệ thuật thôi chứ không kinh doanh được. Bởi vì dân kinh doanh thì có suy nghĩ khác cơ. Thì em bảo khác ở chỗ nào? Anh bảo nghệ sĩ thì bay bổng lắm, không thực tế và cảm tính lắm. Thì em nên có một người quân sư là anh. Thì anh sẽ định hướng cho em, thì em nghĩ là cũng đúng. Trong cuộc sống gia đình, và đặc biệt khi bạn lập gia đình trẻ như vậy, nó sẽ có những mâu thuẫn, nó sẽ có những bất đồng về quan điểm sống, rồi về bất đồng về quan điểm trong kinh doanh. Vậy thì bạn giải quyết mâu thuẫn như thế nào để hai vợ chồng tìm được tiếng nói chung? Em nói đơn giản này thôi nha. Bởi vì là hai con người đến từ hai gia đình khác nhau, chúng ta cần một cái khoảng thời gian để chúng ta hòa hợp hai con người đấy. Ví dụ em nói đơn giản như thói quen, ông xã em có một thói quen thích đi phượt. Ngay từ đầu thì em bảo xem một người gì mà đi nhiều thế và thích xem phim hành động đấm đá hoặc là những phim trinh thám mạo hiểm, ví dụ như Avatar này kia là thích lắm. Nhưng mà ngày xưa lúc đầu quen đi xem Avatar là em còn ngủ gật cơ, bởi vì em lại thích tít nhẹ nhàng. Thì cái sai lầm của người phụ nữ là để người đàn ông thay đổi thói quen đấy không bao giờ có. Thôi thì đành về mình cũng yêu thói quen đấy. Thì lúc đầu ngày xưa em cũng không thích đi phượt đâu, bởi vì em bảo đi phượt khổ lắm. Bởi vì là thích là phải đi đâu cũng ăn sung mặc sướng, lao đi xúc binh. Rồi xong ông sẽ em bảo như thế là em sai lầm. Đi du lịch người ta là phải đến những nơi mà nổi tiếng ở vùng đất đấy, vẫn cho một hai ngày xúc binh, nhưng mà là sau cùng. Thì dần dần khi mà sống với nhau và trải qua những cái sự trải nghiệm cùng nhau, và cái trải nghiệm mà em nghĩ đáng nhớ nhất trong của vợ chồng em là cái cuộc đua kỳ thú 2014. Vợ chồng em là có thói quen là đi tập cùng nhau này. Cái thói quen đấy nó cũng giúp ích rất nhiều trong cuộc đua vừa qua, 24/24, và trải qua rất là nhiều cái thử thách. Thì trải qua những cái thử thách cùng nhau, những cái cuộc chơi cùng nhau như thế, thì em nghĩ rằng là trong cuộc sống vợ chồng thì cả hai người đều phải dìm cái tôi lại một chút và hòa nhập vào cái sở thích của nhau, yêu những cái xấu của nhau. Đây có phải là cái quán kem mà vợ chồng bạn, gia đình bạn thích đến đây ăn không? Đúng ạ. Bởi vì là ngay gần nhà, và bản thân em và ông xã cũng rất thích ăn kem, nên là đây là quán điểm hẹn thường xuyên. Thế còn những thiên thần nhỏ thì sao? Chắc chắn rồi, vì trẻ con thì ai cũng ăn kem. Nhưng mà bởi vì là mẹ, ông xã em nói là em hay đóng vai ác, bởi vì sợ ăn nhiều quá thôi. Thì không thường xuyên, bởi vì hàng tuần thì được, nhưng hàng ngày thì không. Tôi đang thắc mắc một việc như này này Mai Trang. Công việc của bạn nhiều thế, bận rộn nhiều như vậy, vậy lúc mà căng thẳng, lúc bị stress ấy, thì bạn cân bằng nó bằng cách nào? Có nhiều cách cân bằng. Ví dụ đọc một quyển sách, hoặc là nghe những bản nhạc ưa thích,
và đến quán kem cũng là những cái mà em nghĩ là giảm căng thẳng đi rất là nhanh. Rồi thì trong không gian riêng của nhà bạn, trong tổ ấm của bạn ấy, thì bạn thích nhất cái không gian nào? Chắc là em thích nhất cái bếp. Là bởi vì khi căng thẳng em cũng rất thích làm bánh. Thì mọi người có nói là tại sao mà sắp xếp thời gian được như thế. Nhưng mà ví dụ như là lắm khi là bánh quy thì hay đi diễn buổi tối về mà buồn buồn không có gì làm nên làm bánh quy. Hoặc là cuối tuần thì hay làm pizza cho trẻ con. Món ăn nào mà bạn thích nấu nhất cho chồng và con mình? Hầu như là món nào vợ nấu cũng mỏi là ngon. Nhưng đặc biệt thích ấy là em nấu phở. Con gái miền Bắc à? Vâng, nấu phở. Bởi vì là khi mà bắt đầu em với ông xã em cưới nhau á, thì bạn ông xã em nói là mày chết rồi, mày lấy nghệ sĩ vậy sẽ ăn mì tôm cả đời rồi. Nhưng không ăn phở. Nhưng mà thật ra là được ăn phở, bởi vì là mì tôm chỉ là ưa thích thôi, vì ông xã em cũng thích ăn mì tôm. Nhưng mà hầu như là em duy trì thói quen từ hồi cưới đến bây giờ là sáng nào vợ chồng em cũng ăn sáng cùng nhau. Và em nghĩ rằng là cái những cái bữa ăn như thế ấy, đem lại cái sự gắn kết cho hai vợ chồng rất là nhiều. Sau 10 năm chung sống đến bây giờ thì bạn cảm thấy hài lòng điều gì nhất, và còn điều gì mà bạn cần phải hoàn thiện hơn nữa để cho cái tổ ấm của mình, cái ngọn lửa nó ngày càng mạnh hơn, lớn hơn để giữ cái tổ ấm của mình? Không có cái gì nó là hoàn hảo, bản thân em hay là ông xã cũng thế. Nhưng mà em nghĩ là cái gì quá trong cuộc sống này cũng không tốt. Ví dụ mình ăn no quá đơn giản thế đi thì mình cũng tức bụng, nên là cái gì nó cũng phải có hụt, nó thiếu một tí thì mình cứ hàng ngày mình sẽ bù đắp để nó tròn hơn. Thì cuộc sống luôn luôn vợ chồng đều có sự mới lạ, bởi vì là mình cả hai cùng cố gắng để thì em nghĩ là cái nó sẽ vuông tròn hơn. Còn một điều nữa mà tôi đang hỏi bạn này, công việc ổn định, kinh doanh thì thành công, có một mái ấm thì rất là hạnh phúc, và bạn đang mong chờ điều gì nữa? Có một điều mong chờ nữa, hy vọng trong tương lai sẽ thực hiện được, đó là phải có một cô con gái. Là bởi vì em có hai cậu con trai. Và đối với người nghệ sĩ khác thì bảo là sợ sinh em bé, nhưng em lại thích. Là bởi vì là em thích một gia đình mà nhiều con, mà hai cô con gái thì càng tốt. Cái kế hoạch của bạn ấp ủ trong tương lai là gì? Cái kế hoạch trong thời gian sắp tới là em chuẩn bị sẽ phát hành một cái album. Cái album này thì nó rất rất là đặc biệt, là năm vừa rồi thì em đã ấp ủ và em đi quay 8 bài xuân tất cả mọi miền của đất nước, ví dụ như là ở Mã Pí Lèng này, Hồ Ba Bể này, mỗi cái nơi nó sẽ có những địa danh, những cái địa điểm như thế, và em sẽ phát hành vào cuối năm. Nhưng mà có một cái đặc biệt hơn nữa, cái đĩa nhạc xuân là toàn bộ là ông xã em đạo diễn. Wow, một điều hết sức bất ngờ. Vâng, cái điều đấy thì em nghĩ là cũng hết sức bất ngờ, thì đến cái thời điểm đấy em chia sẻ chắc là mọi người cũng biết đến cái dự án đấy. Bởi vì em xem dựng rồi thì rất là hài lòng, bởi vì những cái thành quả mà mình với ekip đang làm. Vâng, và tôi tin rằng với những nỗ lực và cố gắng của bạn, chắc chắn nhà khán giả sẽ đón nhận thành quả lao động của bạn. Đến bây giờ bạn nhận thấy là những thành quả bạn đạt được bao nhiêu phần trăm may mắn và bao nhiêu phần trăm là do nỗ lực? Em nghĩ là 70% do nỗ lực và 30% do may mắn. Bởi vì là cơ hội đến với mình, nhưng nếu mình không cố gắng thì cơ hội đấy cũng vẫn chỉ là cơ hội thôi. Mình nắm bắt đúng thời điểm và mình cố gắng thì em nghĩ là ai cũng sẽ có cơ hội trong đời. Một câu hỏi nhanh nhảy cho bạn mà không được suy nghĩ quá 3 giây. Nếu như bạn chọn lựa lại thì bạn sẽ làm gì? Vẫn là như thế, dạy gì thay đổi. Xin được cảm ơn bạn đã dành cho chương trình cuộc trò chuyện vừa rồi. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin gửi tặng bạn món quà của nhãn hàng Sơn Michael. Xin chúc cho bạn cùng với tổ ấm nhỏ của bạn thật nhiều hạnh phúc. Và chúc cho riêng bạn sẽ được thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Vâng, Kim Huy Trang cũng xin cảm ơn chương trình đã cho Kim Huy Trang có một khoảng thời gian để chia sẻ và những cái dự định và những dự án mới của mình. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình. Còn bây giờ xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Platinum đẳng cấp mới. My life, my color.